là sản phẩm toa megaphone cầm tay R520 và đang được phân phối bởi Trung Chính Audio. Loa cầm tay R520 là loại loa phóng thanh cầm tay mini, có khả năng khuếch đại âm thanh tốt với khoảng cách xa, cho công suất tối đa là 10W và đang được sản xuất tại Indonesia. Vì sản phẩm có tiếp xúc trực tiếp đến khu vực tay và miệng của con người nên nhà sản xuất cũng chú trọng vào tính năng chống vi khuẩn, an toàn vệ sinh khi sử dụng. Màu sắc của loa R520 cũng rất đơn giản nhưng lại không kém phần trang nhã, tông xám trắng hài hòa với công tắc màu đỏ nổi bật. Sản phẩm có kích thước nhỏ, trọng lượng 620g chưa bao gồm pin, vừa đủ để cầm tay và di chuyển thường xuyên. Sản phẩm sử dụng 8 viên pin với thời lượng pin khoảng 10 tiếng và phạm vi phát âm thanh lên đến 250m tùy vào điều kiện thực tế. Theo dõi sản phẩm của chúng tôi tại kênh YouTube Trung Chính Audio. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, các bạn truy cập vào website www.tca.vn hoặc hotline 0904 38